Peppa và gia đình của mình đi xe tới thăm heo bà và heo ông. Con chào bà, con chào ông. Chào heo bà, chào heo ông. Chào các cháu yêu quý của bà. Thôi mau vào nhà đi, ông bà có một bất ngờ. Là gì vậy bà? Ông có thú cưng mới. Con đoán được là con gì hay không? Khủng long. Ồ, không, nó không phải là khủng long cháu à. Vào xem đi. Heo bà và heo ông đang nuôi một chú vẹt tên là Polly. Peppa, George, đây là chú vẹt của ông bà đó. Tên của nó là Polly. Polly dễ thương. Polly dễ thương. Wow. Tôi là một chú vẹt thông minh. Tôi là một chú vẹt thông minh. Mẹ ơi, tại sao chú vẹt Polly cứ lặp lại những gì bà nói vậy? Vẹt là như vậy đó con. Để mẹ làm thử. Xin chào Polly. Xin chào Polly. Chú vẹt thật là đáng yêu. Chú vẹt thật là đáng yêu. Thôi đi nào mọi người, đi uống trà. Peppa, George, đi thôi. Có bánh sô-cô-la nữa nè. Dạ con tới liền đây. Peppa và George rất thích ăn bánh sô-cô-la. Nhưng hôm nay, hai đứa cố ăn thật nhanh để cùng chơi với chú vẹt Polly. Xong rồi. Đúng là hai đứa trẻ ồn ào đáng yêu. Tụi con rời bàn ăn được chứ vậy? Tụi con muốn xem chú vẹt Polly. Nhưng mà con có chắc là đã ăn hết bánh quy chưa hả? Vậy thì đi đi. George, em nói gì với Polly đi. George hơi ngại ngùng một chút xíu. Xin chào. Xin chào. Vậy là Peppa và George rất thích chơi cùng với chú vẹt Polly. Mình là heo Peppa. Mình là heo Peppa. George, em nói gì đi em. Rồi thì Peppa và George giả như mình là vẹt. Mình là vẹt Peppa. Peppa cố nghĩ cái gì khác hơn để nói với vẹt Polly. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Peppa, George, hai con đang chơi với Polly đó hả? Dạ thưa ba. Polly thật là chú vẹt đáng yêu đúng không? Dạ phải thưa ba. Tôi là một chú vẹt thông minh. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Ôi trời đất ơi. Bạn thân. Một hôm heo Peppa đang đợi bạn thân của mình, cụ Suzy. Chào cậu Suzy. Mẹ. Chào cậu
Cậu Suzy tới nhà để chơi cùng Peppa. Mẹ. Peppa thích Suzy, Suzy thích Peppa. Họ chính là bạn thân. Peppa, sao con và Suzy không về phòng của mình để chơi đi con? Dạ thưa mẹ. Mẹ. George cũng muốn được chơi cùng. Peppa và Suzy thích chơi trong phòng ngủ của Peppa. George cũng vậy. Không, George. Trò này chỉ dành cho con gái thôi. Em chơi đồ chơi của em đi, George. Peppa và Suzy muốn chơi một mình cùng nhau. Bây giờ mình sẽ là một cô tiên nhỏ. Bây giờ mình sẽ vẫy cái đũa phép của mình và biến cậu thành một con ếch xanh. Nhưng mà George không thích chơi một mình. George cũng muốn chơi cùng chị. Không, George. Chị đang chơi với Suzy mà. Em hãy đi chơi chỗ khác đi, George. George muốn chơi cùng với Peppa. Cậu ấy cảm thấy hơi cô đơn. George, mẹ cần con giúp nè. Mẹ đang định làm bánh quy sô-cô-la. Mẹ cần có người liếm sạch cái tô này. George cũng thích giúp mẹ làm bánh quy. Nhưng mà cậu ấy thích chơi với Peppa hơn. Mình muốn làm một y tá. Còn mình muốn làm một bác sĩ. Nhưng vậy ai sẽ làm bệnh nhân đây, Peppa? George ơi. Peppa và Suzy đều thích chơi bác sĩ và y tá. Mẹ. George cũng vậy. Peppa nghe lồng ngực của heo George. Nào George, em hít sâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho. Mẹ. Mở miệng ra nào. Suzy thì đo nhiệt độ của George. Trời ơi, em rất rất là nóng đó. Chị nghĩ em phải nằm trên giường trong 3 năm tới. Và rồi heo ba tới để tìm George. Ôi không, George bị sao vậy các con? Ba đừng lo, chỉ là trò chơi thôi mà. George là bệnh nhân của tụi con. Ồ, ba hiểu rồi. Vậy ba thăm bệnh nhân có được không? Chỉ một lúc thôi đó. Em ấy có thể bị mệt. Ba ơi. Phải, đây là cho George. Chúng là thuốc để cho George thấy khỏe hơn. Ồ, xin lỗi thưa bác sĩ, khám cho ba được không? Ba đang bị đau bụng. Nhột quá. Con nghe bụng của ba kêu to lắm. Con nghĩ ba đang thấy đói bụng. Vậy ba nghĩ mình cần rất nhiều bánh quy để có thể khỏe lại. Mẹ cũng vậy. Con nữa. Con nữa. Mẹ. Bác sĩ nha khoa. Peppa và George luôn đánh răng vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy. Hôm nay Peppa và George sẽ đi gặp nha sĩ. Peppa, George, hai con đã sẵn sàng đi khám răng chưa? Hôm nay con bận quá nên không đi khám răng được. Con có một buổi tiệc trà với gấu bông, mẹ ơi. Dạ đúng rồi, hôm nay tụi con bận lắm. Nhưng con nhất định phải đi khám để biết răng của con còn tốt hay là không. Dạ được thì con sẽ đi. George, em nhớ răng chị coi coi có sạch không. Đây là lần đầu tiên George được ba mẹ đưa đi khám răng. Răng của hai con vừa dễ thương vừa sạch nữa. Bà tin là nha sĩ sẽ rất hài lòng. Peppa và George đang ở phòng khám nha khoa cùng với ba mẹ.
và đang ngồi đợi tới lượt của mình. Ngồi đợi thật là chán quá đi. Quyển tạp chí này thật là thú vị. Nó toàn viết những gì liên quan đến củ khoai tây. Bếp bà, rớt ơi, vào trong đi, tới lượt của hai con rồi kìa. Đây là bác sĩ Voi, bác sĩ chuyên về nha khoa. Chào con bếp ba, con có nhớ đánh răng thường xuyên không? Dạ có thưa bác sĩ. Vậy tốt rồi, giờ thì ai sẽ khám trước đây? Dạ con sẽ khám trước bởi vì con là chị. Chớt nhìn chị nè. Được rồi, con ngồi lên ghế đi. Ngồi cho chắc nha. Giờ thì con há miệng to ra. Há miệng to ra tí nữa đi. Rồi, vậy được rồi, để chú kiểm tra răng nha. Bác sĩ Voi đang dùng một cái gương nhỏ để xem bên trong răng của Peppa. Chú mong là con không ăn quá nhiều đồ ngọt đó Peppa. Rất khó để nói chuyện khi mà miệng của chúng ta đang há quá rộng. Được rồi, không cần há nữa đâu. Chú kiểm tra xong rồi, răng con rất là sạch. Răng của con bé giống tôi đó bác sĩ. Con dùng loại nước đặc biệt màu hồng được không bác sĩ? Được chứ, nhưng nhớ đừng có nuốt nha bếp ba. Phải nhổ ra mới được. Chết, giờ tới lượt em đó. Dạ không. George không muốn kiểm tra răng của mình. Con có thể cầm theo ông khủng long này trong lúc bác sĩ khám răng cho con đó. Khủng long. Tôi rất vui khi được gặp ông đó, ông khủng long mà. Đây không phải là con khủng long thật đâu bác sĩ. Nó chỉ là một con khủng long nhồi bông. Rồi, ngồi cho vững nha. Con đang làm rất tốt đó George à. Giờ thì há miệng ra cho chú xem. George có vẻ không muốn cho bác sĩ kiểm tra răng của mình. George, mở miệng ra đi em, giống như chị nè. Đúng rồi, giỏi lắm. Xong rồi, răng của con vừa sạch lại còn chắc nữa đó George à. Vậy răng của em George có đẹp như răng của con không bác sĩ? Cả hai đều đẹp. George đang cảm thấy rất tự hào vì mình có một hàm răng sạch. George, giờ em phải xúc nước màu hồng. Nhưng khoan đã, có một thứ không được. Có chuyện gì vậy bác sĩ Voi? Chuyện là răng của George rất sạch, nhưng răng của chú khủng long của George thì không sạch chút nào. Ôi không, có vẻ như bác sĩ Voi không thích ông khủng long thì phải đúng không bác sĩ? Không phải vậy đâu bé ba, công việc của chú là làm sạch răng cho mọi người. Lấy máy xịt nước làm sạch răng đi cô thỏ. Nha sĩ đang dùng nước để làm sạch răng ông khủng long của George. Đem dụng cụ đánh bóng lại đây đi cô thỏ. Cái máy này hơi gây ồn một chút nha mọi người. Bác sĩ Voi đang đánh bóng răng của ông khủng long. Đúng rồi đó George, ông khủng long cần được súc miệng bằng nước màu hồng đặc biệt này. Wow, bây giờ răng của ông thật sáng bóng đó ông khủng long mà. Khủng long. Ý, thật là sợ quá đi. Ông khủng long là món đồ chơi mà George thích nhất, nhất là khi ông ấy còn có một hàm răng sạch sẽ. Peppa và George đang chơi đùa trong vườn. Đã lâu rồi đám cỏ này không được cắt tỉa bớt, vì vậy chúng đã mọc lên rất cao. Đi nào George. George, em đâu rồi? Chị không thể thấy em. George, giờ chị sẽ bắt em đây. Peppa và George vẫn chưa tìm thấy được nhau. Peppa và George có vẻ rất thích chơi đùa trong đám cỏ cao. Heo ba đang chuẩn bị ghế để đọc tờ báo. Hôm nay đúng là một ngày thật tốt để không làm gì. Hôm nay heo ba không thích làm bất cứ việc gì hết. Ôi trời đất ơi heo ba à, hình như lâu rồi anh không dọn dẹp khu vườn thì phải. Ý em là sao hả heo mẹ? Đám cỏ đó anh, em thấy chúng cần được tỉa gọn. Ồ, anh thấy để vậy cũng tốt mà. Trông nó như một khu rừng rậm vậy. Ba ơi mẹ ơi, ba mẹ ra đám cỏ chơi với con đi. Trong đó rất là vui. Cũng vui lắm. Chúng ta sẽ đem theo trái bóng này ra đó chơi.
bóng bị biến mất trong đám cỏ cao rồi. Bây giờ chúng ta sẽ không thể nào tìm thấy. Đúng là tới lúc phải cắt cỏ cho gọn gàng. Đúng rồi đó anh à. Để anh vào trong nhà lấy máy cắt cỏ. Chắc anh để nó ở đâu đây thôi. Anh tìm thấy rồi. Cuối cùng heo ba cũng đã tìm thấy máy cắt cỏ. Nhìn nó cũ và rỉ sét quá anh à. Không sao đâu, nó vẫn còn cắt cỏ tốt lắm. Đúng là hơi bị sét một chút rồi. Hay để em gọi hỏi ba thử xem sao. Chúng ta có thể mượn máy cắt cỏ của ba. Thôi không cần gọi cho heo ông đâu em à. Anh chỉ cần đẩy mạnh thêm một chút là được thôi. Máy cắt cỏ của heo ba vẫn hoạt động không được tốt cho lắm. Em nói đúng. Hãy thử gọi cho heo ông đi. Alo, heo ông nghe đây, xin hỏi ai vậy? Dạ con đây, con chào ba. Ba có thể giúp tụi con cắt nắm cỏ mọc cao trong vườn được không? Tất nhiên là được rồi. Con chờ chút nha, ba qua ngay. Ba cúp máy. Tôi nghĩ đây chính là công việc dành cho Bessie của mình. Heo ông đang lái chiếc máy cắt cỏ đi tới nhà của Peppa. Ông đến rồi nè. Lúc nãy nghe heo mẹ nói là có đám cỏ cần được cắt. Đám cỏ đó cao hơn máy cắt cỏ của con nhiều quá. Con không phải lo lắng đâu, Bessie của bà sẽ giúp mọi người. Tên máy cắt cỏ của ông tên là Bessie hả ông? Đúng rồi, nó tên vậy đó con. Chào Bessie. Ông ơi, cho tụi con đi chung với ông được không? Tất nhiên là được rồi, tụi con leo lên đi. Hay quá, con cảm ơn ông. Ông cháu mình sẽ xử lý đám cỏ này trong tích tắc thôi, giữ chặt đó. Nào bắt đầu thôi. Bessie là chiếc máy rất giỏi trong việc cắt cỏ. Thích quá ông ơi. Làm tốt lắm, chúng ta cắt xong hết rồi. Ông ơi, còn sót một chỗ kìa. Ồ, ông thấy rồi. Ủa, cái gì bay ra đây? Đó là trái banh của con. Cảm ơn ông vì đã tìm thấy trái banh của con. Con cũng cảm ơn ba đã giúp tụi con cắt cỏ. Cắt cỏ là công việc rất dễ dàng đối với Bessie. Bây giờ chúng ta có thể cùng chơi bóng rồi các con. Ba chụp banh đi ba. Quả bóng nảy rất tốt trên đám cỏ đã được cắt gọn gàng. Con chụp lấy nè cho. Anh cứu chụp ấy. Chụp bóng nào. Hôm nay Peppa và George đi trượt băng cùng với gia đình của mình. Nhìn vui quá đi George ơi. Trước giờ Peppa và George chưa từng được ba mẹ dẫn đi trượt băng bao giờ. Chị biết em trượt băng không được giỏi lắm, nên em cứ bắt chước chị nha. Bà tin nhà mình ai cũng sẽ trượt tốt hết thôi con à. Đặc biệt là con nè. Nhưng trước tiên chúng ta cần đi thuê giày trượt. Mọi người ai ai cũng đều mang giày trượt băng. Xin chào cô thỏ. Xin chào heo mẹ, chúng tôi muốn thuê vài đôi giày để trượt băng. Giày của mọi người đây. Cảm ơn cô. Tôi chúc cả nhà trượt băng vui vẻ. Đây là bạn cừu Suzy, bạn thỏ Rebecca, bạn chó Danny, bạn ngựa vằn Chewy, bạn mèo Candy, bạn voi Emily và cuối cùng là bạn ngựa Pedro. Tất cả bạn của Peppa ai cũng đều trượt băng rất giỏi. Peppa cũng muốn trượt băng giỏi như các bạn. Chào các bạn. Chào Peppa. Đây là lần đầu tiên cậu đi trượt băng hả Peppa? Đúng rồi. Cậu có muốn mình chỉ cho cậu cách trượt không? Không, cảm ơn Suzy. Mình tin là mình có thể trượt băng giỏi. Vậy thì tụi mình đi trượt thôi. Trò chơi này khó quá đi. Mình không thèm chơi trượt băng nữa đâu. Không bao giờ. Con đừng nói vậy Peppa. Lần đầu chơi ai cũng bị ngã như con hết. Ba cũng từng bị ngã lên ngã xuống như vậy nữa mà. Nhìn ba đây, ba biểu diễn đây. Nhìn ba thật là mắc cười.
Rót ơi, con muốn vào trượt băng với mẹ không? Dạ không. Chó chưa từng đi trượt băng bao giờ, bởi vì cậu ấy rất sợ ngã. Để anh trông chừng con cho. Em mau vào trong chỉ Peppa cách trượt băng đi. Trượt băng cũng không khó lắm đâu Peppa. Con chỉ cần dùng hai chân đạp và trượt. Đạp, đạp, trượt. Con hiểu chưa? Đạp, đạp, trượt. Đạp, đạp, trượt. Trò này dễ quá mẹ ơi. Bây giờ con có thể tự trượt được rồi. Đạp, đạp, trượt. Đạp, đạp, trượt. Con học nhanh lắm Peppa. Nhìn con nè, con sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Peppa mới học dừng trượt tốt thật. Thật không? Có lẽ do em là một giáo viên giỏi. Chậm lại chút đi Peppa, không là con sẽ đụng trúng người khác đó. Không sao đâu mẹ ơi, con trượt rất là giỏi mà mẹ. Oh, làm sao dừng lại đây? Ôi trời ơi, em quên dạy Peppa cách dừng lại mất rồi. À, mình không biết cách dừng lại, các bạn tránh ra đây. Mẹ con đã dạy con cách để trượt, nhưng ba là người dạy con cách để ngã. Dạ phải, vì chứ việc ngã xuống là con giỏi lắm luôn. Con, em thử tập trượt băng giống chị đi. Dạ không. Thử một lần đi chứ, vui lắm đó, chị sẽ dạy em. Trước tiên em cần phải... Chớp, quay lại đi em, chị đang chỉ em cách trượt băng mà. Thật là bất ngờ, chó không tập trung nhưng vẫn có thể trượt băng rất đẹp. Wow, các bạn nhìn xem chó kìa. Em giỏi lắm đó chó. Bây giờ chị sẽ chỉ em cách dừng lại. Con giỏi lắm chó à. Con trượt băng đẹp lắm đó chó à. Đúng rồi, em trượt thật là giỏi đó chó, ngay trong buổi học đầu tiên. Được rồi, trượt tiếp thôi nào mọi người. Dạ. Trượt đâu. Bây giờ cả Peppa và Chót đều rất thích trượt băng, và mọi người cũng đều thích trượt băng. Mẹ và ba là người dạy chị cách trượt băng, còn chị thì dạy em đó chó. Đồng hồ cúc cu. Bây giờ trời vẫn còn là sáng sớm, vì vậy heo mẹ và heo ba vẫn đang ngủ ngon. Mẹ ơi, sáng rồi ba mẹ ơi. Có chuyện gì vậy con? Tới giờ phải dậy rồi. Bây giờ ngoài trời vẫn còn sớm lắm. Bây giờ mấy giờ rồi hả Peppa? Dạ con không biết, cái đồng hồ của con không hoạt động. Thật vậy sao? Để ba đi xem coi có thể sửa không. À, cái đồng hồ cúc cu này cũ lắm rồi. Tại sao gọi nó là đồng hồ cúc cu? Vì có một chú chim gỗ nhỏ ở bên trong, mọi người gọi chú chim đó là cúc cu. Con chưa thấy chim cúc cu bao giờ. Đó là vì chúng ta không lên dây cót cho đồng hồ này từ rất lâu rồi. Chim cúc cu có hơi ồn ào một chút. À, bây giờ chúng ta lên dây cót được không ba? Được chứ con. Heo ba đang lên dây cót cho cái đồng hồ cúc cu. Đã xong rồi. Heo ba cũng chỉnh kim đồng hồ cho đúng thời gian. Bây giờ là gần 9 giờ. Ba ơi, giờ tụi con xem chim cúc cu được chưa ba? Các con sẽ thấy chim cúc cu sớm thôi. Chim cúc cu như thế nào vậy ba? Để ba nhớ lại xem. Nó di chuyển đầu ra ngoài, sau đó lắc qua lắc lại. Rồi nó còn vỗ hai cái cánh như vậy nữa. Và nó bắt đầu kêu. Cúc cu. Con đúng là một chú chim cúc cu ồn ào đó Sốt à. Nhìn kìa, nó sắp xuất hiện rồi. Wow. Tội nghiệp chót quá, em không xem được chim cúc cu rồi. Chú chim cúc cu rất là tuyệt vời luôn đó. Nó kêu cúc cu, nhưng em không xem được. Con đừng lo cho, lần sau con sẽ được thấy chim cúc cu thôi. Phải đợi thôi con à, bởi vì đồng hồ chim cúc cu chỉ xuất hiện sau mỗi giờ. Chờ đợi như vậy là chán lắm.
Đi theo chị đi George, chị với em ra ngoài chơi đi. Nhưng George lại không muốn ra ngoài chơi với Peppa. Cậu ấy muốn ngồi chờ chim cút cu xuất hiện. Đã gần tới 10 giờ rồi, George vẫn đang kiên trì đợi chim cút cu xuất hiện suốt gần 1 giờ đồng hồ. George ơi, lại đi chơi cùng chị đi. Chú khủng long này muốn chơi cùng em nè. George. Khủng long. George lại bỏ lỡ khoảnh khắc chim cút cu xuất hiện. Đừng khóc mà George. Hay là con ra ngoài sân chơi với chị Peppa đi. Mẹ sẽ canh đồng hồ rồi gọi con vào khi chim cút cu xuất hiện. Chụp khủng long này George. Bây giờ đồng hồ sắp chỉ 11 giờ rồi. Peppa, George, chim cút cu sắp xuất hiện rồi đó. Nhanh lên George, nếu không em sẽ không coi được chim cút cu đâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên chó chạy nhanh đến như vậy so với từ trước tới giờ. Chó, em thấy chim cút cu chưa? Peppa và chó rất thích chơi trò giả làm chim cút cu. Bây giờ trời đã khuya lắm rồi. Peppa và chó đều cảm thấy rất buồn ngủ. Peppa và George đã chìm vào giấc ngủ. Bây giờ trời đã sáng rồi hả ba? À, không phải đâu con, các con ngủ tiếp đi. Con nghĩ chim cút cu không được khỏe. Không sao đâu, nó chỉ cần ngủ chút thôi, như con và em George nè. Chúc con ngủ ngon. Ngủ ngon nha, hai bé heo đáng yêu của ba. George, chị biết cách làm cho chim cút cu khỏe hơn rồi. Chúng ta sẽ dặn như có giống như ba làm. Heo mẹ và heo ba đang ngủ say. Chuyện gì vậy? Mẹ ơi, con có thứ này muốn cho ba mẹ coi nè. Con làm chim cút cu khỏe lại rồi. Gấu bông đi chơi. Hôm nay Peppa và người nhà sẽ cùng đi ra ngoài. Heo ba đã chuẩn bị xong đồ giả ngoại. Peppa, George, hai con đã chuẩn bị đồ của mình xong chưa? Dạ rồi, con sẽ đem theo gấu bông này luôn. Không lăng. Nếu con đem theo đồ chơi thì phải nhớ giữ gìn cẩn thận. Dạ được, thưa mẹ. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Dạ rồi, thưa ba. Vậy thì ta đi thôi. Hình như George đã để quên khủng long ở trong nhà. Ô, George à, con phải chú ý tới khủng long của mình nhiều hơn chứ. Khủng long. Bây giờ mọi người có hoàn toàn chắc chắn là mình không còn quên gì nữa hay không? Dạ, chắc chắn rồi ba. Gấu bông, con để quên gấu bông rồi ba. Con để gấu bông ở đâu, Peppa? Con nghĩ là trên cái bàn trong bếp. Peppa, con phải chú ý tới gấu bông của mình nhiều hơn đó. Gấu bông. Chúng ta đi đó nha. Sẵn sàng hết chưa? Dạ rồi, thưa ba. Vậy thì đi thôi. Đây là điểm giả ngoại hôm nay. Tới rồi. Anh rất thích chỗ giả ngoại này. Nó rất yên ắng và thanh bình nữa. Đó là ngựa vằn Chui và ba của cậu ấy là chú đưa thư ngựa vằn. Con chào chú ngựa vằn. Chú có thư cho tụi con sao? Hôm nay không có thư đâu con à. Hôm nay là ngày nghỉ của chú. Này, tụi mình tới đây để đi dã ngoại. Tụi mình cũng vậy. Phải rồi, sao chúng ta không cùng nhau làm một buổi dã ngoại lớn? Dạ phải. Thật là một buổi dã ngoại vui vẻ. Ba mẹ ơi, cho con và chót ra ngoài bãi cỏ chơi với Chewy được không? Được chứ Peppa. Chewy, mình có đem gấu bông nè. Mình thì có khỉ bông nè. Không lăng. Mình còn có bộ đồ chơi dã ngoại nữa. Tụi mình chơi dã ngoại đi. Là bay vệt. Chúng lúc nào cũng xuất hiện khi tụi mình đi dã ngoại hết đó. Ở đây tụi mình còn có nước cam tưởng tượng nữa. Và còn có bánh kem tưởng tượng nữa nè. Nó là bánh tưởng tượng. Nó ngon.
Không được, có vẻ như bầy vịt không thích bánh tưởng tượng rồi. Thôi được, chúng ta sẽ để phần cho khỉ bông, cho khủng long và gấu bông nữa. Ngon quá đi. Ô, 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 khỉ nói là cái bánh này ngon quá đi à. Peppa, Sốt, về nhà thôi con. Tạm biệt Chui. Tạm biệt. Mọi người sẵn sàng chưa? Xong rồi hả ba? Chúng ta cũng phải về rồi, Joey à. Dạ, thưa ba. Tách, đĩa, khỉ, gấu bông. Ôi không, tại sao gấu bông cậu còn nằm ở đây? Peppa để quên gấu bông của mình một lần nữa. Vậy là Peppa và gia đình đã về nhà. Một ngày chạy xe nhiều như vậy là đủ rồi. Bây giờ ba chỉ muốn được thư giãn thôi. Dắt chân lên và ngồi xem bóng đá. Con đừng quên gấu bông mất rồi. Ồ, Peppa, bây giờ thì heo ba phải quay lại tới tận chỗ dã ngoại nữa sao? Tất nhiên rồi. Hình như đó là chú đưa thư ngựa vàng. Tôi tưởng hôm nay là ngày nghỉ của anh chứ, anh ngựa vàng. Đúng là tôi được nghỉ, nhưng lúc này Joey có một gói hàng rất đặc biệt được gửi tới cho bạn heo Peppa đây. Của cậu nè Peppa. Là gì vậy? Gấu bông của mình. Cậu đã để quên gấu bông ở chỗ dã ngoại nên mình đã đưa gấu bông về. Cảm ơn cậu nha Joey. Gấu bông đã có một ngày đi chơi thật sự rất vui. Nhưng Peppa, con phải chú ý tới cậu ấy hơn nữa mới được. Dạ thưa mẹ. Cậu thật là một chú gấu bông tinh nghịch đó. Cậu phải hứa là không đi lung tung nữa. Biết chưa hả? Xin lỗi Peppa, mình hứa mà. Những điều bí ẩn. Lúc này Peppa và cả nhà đang xem chương trình truyền hình mà họ thích nhất. Chương trình Thám tử khoai tây. Tôi chính là thám tử khoai tây đây, thám tử nổi tiếng thế giới. Xin thám tử khoai tây hãy giúp cho tôi. Tôi không tìm thấy bông hoa của mình ở đâu hết. Bông hoa của cô đang nằm trên đầu của cô kia kìa. Cảm ơn thám tử khoai tây rất nhiều. Cái đó có khó gì đâu chứ, mình cũng làm được thôi. Tất nhiên là sẽ được Peppa. Ba ơi, khi con lớn lên, con muốn làm một thám tử nổi tiếng. George cũng muốn trở thành một thám tử nổi tiếng. Nếu như hai con muốn trở thành thám tử như vậy thì hai con cần phải có một cái nón. Các thám tử lúc nào cũng đội nón đúng không? Bây giờ nhìn hai đứa giống thám tử thật sự rồi. Con cần có một món đồ kỳ lạ làm cho mọi thứ nhìn to ra. Cái đó được gọi là kính lúp. Mẹ nghĩ mẹ có một cái trong ngăn kéo bếp. Nó đây rồi. Đây là một cái kính lúp của thám tử. Wow. Nó hoạt động thế nào vậy mẹ? Con đặt nó ở phía trước đồ vật, chúng sẽ trông to hơn. Kính lúp làm cho chú cá nhỏ trông to hơn bình thường. Con thử được không mẹ? Wow. Kính lúp làm mắt của George trông to hơn bình thường rất nhiều. Tất cả đã có đủ, bây giờ cái mà các con cần là một điều bí ẩn để phá giải. Ba ơi, điều bí ẩn là gì vậy ba? Một điều bí ẩn là thứ mà các thám tử giỏi cần phải giải quyết. Như là tìm những thứ bị đánh mất. Con biết rồi, tụi con có thể tìm ông khủng long của chót. Nó lúc nào cũng bị mất hết á. Khủng long. Nhưng mà lúc này ông khủng long không bị mất. Vậy còn mắt kính của ba thì sao? Ba lúc nào cũng làm mất nó hết á. Hôm nay thì không. Ba đang đeo mắt kính của mình rồi nè. Làm sao bây giờ? Không có điều bí ẩn nào xung quanh đây hết. Vậy con muốn bà tạo ra một điều bí ẩn hay không? Dạ có. Vậy là heo ba sẽ tạo ra một điều bí mật. Bây giờ trên bàn có gì hả? Có một chú cá nhỏ, gấu bông, chú hà trong hộp. Và còn có ông khủng long nữa. Đúng vậy. Bây giờ hãy nhìn thật kỹ và cố nhớ cho hết chúng nha. Chú cá nhỏ, gấu bông, một chú hề trong hộp và ông khủng long. Các con đã nhớ hết chưa? Dạ rồi. Được rồi. Bây giờ các con ra ngoài chơi một chút đi. Khi nào xong, bà sẽ gọi các con vào. Nghe âm thanh ồn ào đó giống như ba đang chạy lên lầu. Bây giờ giống như ba đang chạy xuống lại. Đã xong. Bây giờ các con có thể vào trong nhà. Một thứ ở trên bàn lúc nãy giờ đã bị mất. Đó là cái gì? Có ông khủng long ở đây nè. Chú cá nhỏ, chú hề trong hộp. Vậy là mất cái gì đây?
Đúng rồi, gấu bông đã bị mất. Oh, Peppa, rất các con giỏi lắm. Với tụi con thì dễ thôi mà, tại vì tụi con là thám tử nổi tiếng. À, nhưng đó mới là một nửa bí ẩn mà thôi. Gấu bông bây giờ ở đâu? Oh, con không biết. Những thứ nhỏ nhỏ trên sàn đó là gì vậy? Chúng là những vụn bánh. Kính lúp làm cho vụn bánh dễ nhìn thấy được hơn. Không biết có phải do gấu bông ăn bánh hay không. Nhìn nè, vụn bánh dẫn mình đến thứ này. Có bộ gấu bông ăn nhiều bánh rồi đây. Vụn bánh dẫn tới phòng ngủ của Peppa và George. Oh, vụn bánh đã hết. Mất dấu vụn bánh rồi. Các con có thể hỏi ba, nhưng ba sẽ chỉ trả lời phải hoặc là không. Dạ được. Có phải gấu bông trong phòng này? Phải. Gấu bông trên giường của George phải không? Không. Có phải gấu bông ở chỗ nào đó cao hơn? Phải. Gấu bông ở trên giường con nè. Quang hô. Vậy là bí mật đã được giải đáp. Con còn muốn làm thám tử khi lớn lên hay không Peppa? Làm một thám tử hơi bị khó đó ba. Lần sau con muốn được làm một người tạo ra những điều bí ẩn giống như ba vậy đó. Bạn của chó Peppa và các bạn đang chơi ở sân. Peppa, Suzy, Danny đang ở bàn quay. Các con sẵn sàng chưa? Đã rồi. Vậy thì xoay nào. Yeah. Nhanh nữa. Yeah. George còn quá nhỏ để chơi trò bàn quay đó. Cậu ấy đang chơi xích đu. Đây là bạn thỏ Rebecca. Với em trai cậu ấy là bạn thỏ Richard. Xin chào mọi người. Chào cậu. Mình lên bàn quay chơi với các cậu được không? Còn lên đi Rebecca. Chúng ta hãy quay thật nhanh nha các cậu. Nhưng bạn thỏ Richard cũng muốn được lên bàn quay. À, nếu cho Richard lên thì tụi mình không thể quay nhanh được. Richard có thể chơi với George mà. Richard à, con có muốn chơi với George hay không? Không. George cũng có một chú khủng long giống như con vậy nè. Tới đây xem thử đi. Bạn thỏ Richard cũng bằng tuổi với lại George. Richard, con có muốn xem chú khủng long của George không? Khủng long. George, Richard chơi với khủng long của con được không? Dạ không. Richard, George chơi khủng long của con có được không? Dạ không. George và Richard không muốn chia sẻ chú khủng long của mình. George à, sẽ vui hơn nếu như con biết chia sẻ đó. Hoàng hồ George, công nhận con thật là tốt bụng. Khủng long đi. George không thích chia sẻ. Richard, bây giờ con để George được cầm khủng long nha. Vậy là Richard cũng không thích chia sẻ. Sao hai đứa lại khóc vậy hả? George và Richard lúc nào cũng khóc khi chơi với nhau đó ba. Vì các em ấy còn quá nhỏ cho nên mới như vậy á. Hay còn dạy các em ấy cách để chơi với nhau có được không? Dạ được. Vậy để tụi con sẽ chỉ các em xây lâu đài cát. Ý hay đó, chúng ta tới bãi cát đi nào. George và Richard thích chơi trò xây lâu đài cát. George, Richard, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm lâu đài cát được không nào? Trước tiên, chúng ta phải đổ đầy cát vào xô. Rồi chúng ta lật ngược cái xô lại và gõ nhẹ lên chúng. Bây giờ, chúng ta nhấc cái xô lên. Giỏi lắm, Richard. Richard đã làm được một lâu đài cát. Lâu đài cát. Và George đã làm được một lâu đài cát. Thấy chưa? Chơi với nhau sẽ rất là vui. Ôi trời, như vậy trò chơi này không ổn cho lắm. Đây là lỗi của em trai cậu đó. Em ấy làm hư lâu đài cát của George rồi. Nhưng mà lúc nãy em trai của cậu làm hư lâu đài cát của em mình trước mà. Thôi nào, hai người chị các con đáng ra phải dạy Richard và George cách chơi với nhau mới đúng chứ. Đúng rồi,
tụi mình lớn rồi mà. Có lẽ George và Richard còn quá nhỏ để biết cách chơi chung với nhau. Mẹ có một ý nè. George, trò chơi con thích nhất trong sân chơi này là gì vậy? Bập bên. George rất thích chơi bập bên. Nhưng mà muốn chơi bập bên một mình thì hơi khó. Richa cũng muốn lên chơi bập bên. Bập bên, bập bên, bập bên. Coi kìa, em chó và Richa đang chơi cùng nhau rồi kìa. Bập bên, bập bên. Vậy là chó thích Richa và Richa cũng thích chó. Chó và Richa thích được chơi chung với nhau. Hôm nay Peppa và George được ba mẹ của mình chở tới nhà heo bà và heo ông chơi. Dạ con chào ông. Con chào ông. Ông chào Peppa. Ông cũng chào George nha. Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Ông đang định trồng một vườn hoa trong vườn nè. Những hạt giống này sẽ mọc thành những bông hoa thật xinh đẹp. Ông sẽ rải những hạt giống này lên mặt đất. Rồi sau đó ông sẽ lấp đất lên những hạt giống. Ủa, chúng đâu hết rồi? Đột nhiên những hạt giống đã hoàn toàn biến mất. Sao lạ thật đó. Ông nhớ là đã rải hạt giống ra đây mà. Dạ đúng rồi ông, tụi con cũng thấy ông làm. Nhưng mà giờ chúng đã biến mất. Thôi kệ đi con, để ông lấy hạt giống khác rải lại là được. Như lúc nãy ông đã hướng dẫn, ông chỉ cần lấy hạt giống rồi rải chúng lên mặt đất. Một chú chim nhỏ đột nhiên bay lại rồi ăn hạt giống của heo ông. Đi đi, đừng có ăn hạt giống của ta nữa. Thì ra hạt giống của ông bị mất là do chú chim nhỏ đó. Hạt giống của ông bị chú chim nhỏ ăn hết rồi. Có hai chú chim nhỏ khác nữa bay lại ăn hạt giống của heo ông. Nhìn kìa ông ơi. Ồ, bay đi hết đi. Ủa, có gì ồn ào ngoài đây vậy? Heo ba nhìn nè, bầy chim cứ bay lại ăn mất hạt giống của tôi rồi. Nên tụi con giúp ông đuổi bầy chim đi. Đuổi chúng đi cũng vô ích thôi con à. Chúng sẽ quay trở lại. Mọi người nhìn kìa, chúng ta phải có người rơm mới được. Người rơm là gì vậy ba? Người rơm là một hình nộm hình người, thường được sử dụng để dọa bầy chim. Đúng là một ý hay đó heo bà. Tôi sẽ đi làm một cái ngay. Đi thôi các con. Tạm biệt các chú chim nhỏ. Mình và mọi người sẽ đi làm người rơm đây. Đây là nhà kho trong vườn của heo ông. Trong nhà kho sẽ có rất nhiều thứ có thể dùng làm người rơm. Đầu tiên, chúng ta cần phải có hai que cây và một vài sợi dây để cột. Tụi con sẽ lấy nó cho ông. Peppa đang cầm hai que cây trên tay, còn George thì đang cầm cuộn dây cột. Giỏi lắm hai đứa. Giờ thì ông sẽ dùng dây cột hai que cây lại để làm phần thân. Heo bà đang cầm theo một ít rơm và một cái túi đã cũ đi ra chỗ heo. Đủ rồi đó. Giờ thì ông sẽ nhét hết rơm vào cái túi này để làm phần đầu. Bây giờ người rơm cần phải có cái gì đó để mặc lên người. Tôi có một túi đồ cũ ở đây nè. George đã tìm thấy một cái váy ở trong túi. George ngốc quá. Ông người rơm chắc chắn là sẽ không mặc chiếc váy đó đâu. Còn Peppa thì tìm thấy một cái áo khoác. Có vẻ hợp đó Peppa. George đã tìm thấy một cái nón. Con làm tốt lắm George. Ông người rơm cần thêm một khuôn mặt nữa. Đúng rồi Peppa. Con và George có muốn giúp ông vẽ khuôn mặt hay không? Dạ được thưa ông. George sẽ giúp ông vẽ đôi mắt và cái mũi. Còn Peppa thì vẽ cái miệng cho người rơm. Ồ, vẽ đẹp lắm các vậy con. Vậy là ông người rơm đã được làm hoàn chỉnh. Xong rồi. Những chú chim nhỏ vẫn đang tiếp tục tìm hạt giống trồng hoa của heo ông để ăn. Ông ơi, mấy chú chim nhỏ quay lại rồi kìa. Đừng có lo nữa Peppa. Ông người rơm sẽ dọa chúng bay đi hết cho coi. Vậy là thành công rồi. Ông người rơm đã khiến cho bầy chim sợ hãi bay đi. Thành công rồi. Tốt. Kể từ giờ hạt giống trồng hoa của ông sẽ không bị chim ăn nữa. Nhưng mà ông ơi, có vẻ bầy chim đang buồn, rất buồn.
Ừ đúng rồi con, chắc là mày chim thấy đói bụng đó. Vậy nên tôi đã đi lấy cái này nè. Ủa cái đó là cái gì vậy ba? Nó chuyên dùng để cho chim ăn. Heo ông à, ông cho tôi một chút hạt giống của ông được không? Lại đây đi, những chú chim nhỏ, tới giờ ăn rồi nè. Giờ thì bầy chim cũng đã có hạt của riêng mình để ăn. Hay quá bà ơi, những chú chim nhỏ lại vui trở lại. Peppa rất vui mừng vì hạt giống của ông sẽ không bị chim ăn nữa. Nhưng điều khiến cậu ấy thấy vui hơn là những chú chim nhỏ sẽ không còn phải bị đói nữa. Ngày mùa thu lộc gió. Hôm nay Peppa sẽ được đi tới công viên. Ngoài trời hôm nay lạnh quá. Đúng là lạnh thật. Đi nào, chúng ta mặc áo ấm đi. Trong những ngày lạnh, Peppa và mọi người sẽ đội nón, đeo khăn choàng và mặc áo khoác. Ba sẽ bật mui xe lên và bật máy sưởi ấm lên. Mọi người đã thấy ấm hay chưa? Ấm rồi heo ba. Vậy thì đi thôi. Đây là công viên. Tới rồi. Mẹ ơi, sao lá cây đều thành màu đỏ màu vàng vậy mẹ? Chị đang làm mùa thu Peppa. Khi tới mùa thu, thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn và lá cây sẽ đổi màu. Hôm nay gió thổi lạnh quá, chúng ta hãy chơi trò chơi để giữ ấm. Tới lượt chị. Chị đâu có muốn cho nó đi hướng đó đâu em. Cơn gió đang thổi trái bóng đi cùng. Trái bóng rơi vào hồ nước rồi. Ba sẽ dùng khúc cây này để giới tới nó. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Anh cẩn thận đó nha heo ba. Em đừng lo, anh gần giới tới rồi. Ba ơi, nước có lạnh không ba? Hơi lạnh một chút thôi. Vậy là gió đã thổi trái bóng ra khỏi hồ nước. Phải, thật là may mắn. Phải, chúng ta thật là may mắn. Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn đó. Giữ chặt nón của mình đi các con. Ôi không, gió thổi bay nón của George đi rồi. Con đừng lo George, theo ba sẽ lấy nón lại cho con mà. Nhanh lên ba. Nhìn kìa, nó ở trên cái cây này rồi đó. Bà sẽ leo lên để lấy nó cho con. Cái cây này quá nhỏ, anh không thể leo lên được đâu heo ba à. Ôi trời, vậy chúng ta phải làm sao để lấy nó? Dễ thôi, em sẽ rung cái cây một chút. Có lẽ mình cần rung nó mạnh hơn nữa. Anh tưởng những chuyện này chỉ xảy ra với anh thôi chứ. Không buồn cười chút nào đâu. Cũng hơi mắc cười một chút đó mẹ. Có lẽ cũng hơi mắc cười một chút. Nhưng mà nón của George đâu? Trên đầu của mẹ đó. Nón của con đây này George. Lần này nhớ giữ chặt nha con. Gió thổi bay hết lá trên cành cây đi. Nhìn con nè, con đang dựa vào cơn gió. Cơn gió đủ mạnh để giữ Peppa không té. Cơn gió đủ mạnh để giữ George không té. Ba ơi, ba thử đi. Ba nghĩ là ba hơi nặng đó. Ba ơi, thử đi. Trò này vui lắm á. Thôi được rồi. Cơn gió đủ mạnh để giữ heo ba không bị té. Đúng vậy, rất là vui. Cả em nữa heo mẹ, em cũng thử đi. Nhưng nếu gió ngừng lại, em sẽ bị ngã mất. Cơn gió sẽ không ngừng đâu em à. Nhưng cơn gió đã ngừng. Không mắc cười chút nào. Thật sự là có hơi mắc cười một chút. Bây giờ gió ngừng thổi rồi, chúng ta nên làm gì đây? Con thích trò gì nhất hả Peppa? Con thích nhảy lên nhảy xuống trong những vũng bùn. Nhưng ở đây không có những vũng bùn nào hết, chỉ toàn là lá khô mà thôi. Vậy thì làm gì với lá khô này đây? Dạ con không biết.
nhảy lên nhảy xuống trên chúng. Peppa thích được nhảy lên nhảy xuống trên lá khô. Peppa thích được nhảy lên nhảy xuống trên lá khô. Mọi người thích được nhảy lên nhảy xuống trên lá khô. Hôm nay là ngày thu tuyệt vời nhất từ trước tới giờ. Hộp thời gian. Peppa và các bạn đang cùng nhau ở trường học. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một chiếc hộp thời gian, có chịu không? Hộp thời gian là gì hả cô? Một chiếc hộp thời gian là một chiếc hộp sẽ cho những người ở tương lai biết chúng ta đã sống ra sao. Làm sao ạ? Chúng ta sẽ cho đồ vật mình muốn vào chiếc hộp, sau đó mình đem chiếc hộp này chôn ở trong khu vườn của trường. Nó có lớn lên không cô? Không đâu Suzy, những đồ này sẽ được chôn dưới đất trong rất rất nhiều năm. Được rồi, chúng ta nên bỏ gì vào đây? Quyển truyện tranh này. Còn giỏi lắm đó Peppa. Đĩa nhạc. Làm rất tốt Suzy. Đồ chơi. Nè. Đồng xu. Tem thân. Củ cà rốt. Oh, con rất thích ăn cà rốt đúng không Rebecca? Dạ phải. Tất cả những thứ này đều là những thứ rất tốt và cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Anh Dương ơi, vậy tương lai sẽ như thế nào hả cô? Theo con nghĩ nó sẽ ra sao? Con nghĩ là tương lai đó, con sẽ được sống trên mặt trăng. Và các bạn ở trái đất cũng sẽ rủ nhau tới thăm con. Còn con thì sẽ lái quả tiễn không gian. Chào cậu. Giờ chúng ta sẽ ghi hình để làm một thông điệp gửi cho những người ở tương lai. Nói xin chào với tương lai đi nào các con. Xin chào các bạn ở tương lai nha. Bây giờ chắc các bạn đã ở trên mặt trăng rồi đúng không? Và thường đi nghỉ mát ở sao quả nữa. Và dùng quả tiễn không gian bay khắp nơi trong vũ trụ. Các con làm rất tốt. Sắp tới giờ về rồi. Và các phụ huynh đã tới rồi. Ba ơi mẹ ơi, hôm nay cô dạy tụi con làm chiếc hộp thời gian đó. Ôi chào heo ba, cậu tới rất đúng lúc. Hãy đào giùm chúng tôi một cái hố. Dạ được thưa cô. Heo ba đang đào một cái hố trong sân vườn của trường để chôn chiếc hộp thời gian. Xong rồi. Giờ đào lên được chưa cô? Oh, chưa đào lên vội được đâu con. Mình sẽ để nó ở dưới nhiều nhiều năm. Nhưng mà con không thể đợi lâu được. Peppa, con giống y chang ba con ngày xưa vậy. Vậy sao cô? Đúng rồi, vì hồi xưa ba con cũng là học trò của cô mà. Cô từng dạy ba con luôn hả? Phải, cô từng dạy cho tất cả ba mẹ của các con, có đúng không? Phải thưa cô Linh Dương. Lúc mà ba mẹ của các con còn nhỏ, họ cũng từng là một chiếc hộp thời gian. Đúng vậy đó, ba chôn nó ở gần một cái cây nhỏ. Mình đào nó lên được không? Được chứ, cô nhớ hình như là đã chôn ở đây nè. Ồ, con tưởng cái cây phải nhỏ hơn chứ. Đó là nhiều năm trước đây thôi heo ba. Cái cây nhỏ ngày xưa bây giờ đã lớn. Hình như con đào thấy nó rồi. Đúng là cái hộp thời gian cũ của chúng ta. Mình mau vào trong mở ra coi đi. Được rồi các con, lùi lại nè. Để xem trong đây có gì. Ồ, một quyển truyện tranh. Đó là quyển truyện tranh mà em thích nhất. Một chiếc máy bay bằng thiết. Dạ, đó là đồ chơi của em. Một đĩa CD. Là đĩa nhạc mà em thích nhất đó. Cuối cùng là một củ cà rốt héo. Là của em. Mẹ chọn nó là đúng rồi đó. Và thông điệp mà ba mẹ các con gửi tới tương lai nè. Lúc họ như các con. Chú heo nhỏ đeo mắt kính là ai vậy cô? À, đó chính là heo ba. Ồ, kia là mẹ. Xin chào tương lai. Giọng của ba lúc đó khác bây giờ quá. Chắc bây giờ các bạn đang sống trên mặt trăng rồi. Công nhận hồi nhỏ ba ngốc thiệt. Làm chiếc hộp thời gian khiến cho ai cũng vui. Và việc tìm xem lại chúng thì càng vui hơn. Thank you.
nay Peppa và George đang đi ra biển cùng với heo bà và heo ông. Peppa và George rất thích biển. Cái đồ hết rồi ba. Bãi biển này không hề có cát đâu Peppa à. Không có cát. Con muốn ra biển chơi để làm lâu đài cát mà. Peppa và George rất thích trò chơi xây lâu đài cát. Thôi thôi, con đừng khóc rót, nín đi bà thương nha. Ở bãi đá này vẫn còn rất nhiều thứ hay để cho cháu chơi. Là gì vậy bà? Đợi tới khi nước biển rút bớt, nó sẽ để lại những hồ nước nhỏ như vậy ở giữa những tảng đá đó. Chúng gọi là hồ đá đó con. Và trong mỗi cái hồ đá như vậy đều có một thứ gì đó đặc biệt đã được biển cả bỏ lại đây. Con thấy ở dưới nước có gì đó lấp lắm. Đó là một đồng xu. Không biết đâu nó nằm trong kho báu của hải tặc cũng nên đó. Bây giờ mình đi vòng quanh lượm lặt những thứ mình tìm được đi. Dạ, chúng ta sẽ bỏ hết vào xô của chó. Mọi người lại đây coi, trong hồ này có cái gì nè. Ông ơi, con không thấy gì hết đó ông. Trong hồ này lúc nào cũng có một cái gì đó Peppa. Con hãy nhìn kỹ lại đi. Con nhìn thấy nó rồi. Phải, để coi. Cua. Thế là ngón tay của heo ông bị con cua kẹp cứng. Ôi da. Ông cua này hư quá. Nhìn kia chó. Ông cua đi hàng ngang nhìn mắc cười quá ha chó. Vậy là chó bắt chước dáng đi của cua. Và Peppa cũng muốn làm một chú cua. Tụi con thành cua rồi nè. Kẹp. Cô ơi, có hai con cua đang muốn kẹp tôi nè. Chúng sắp kẹp tôi rồi. Kẹp. Con là một con cua nè. Kẹp. Đánh ra đi mấy con cua này. Mau trở về cái hồ đá của mình đi. Hai con cua nghe chưa? Dạ. Chúng ta tìm thêm hồ đá đi chó. Con thấy cái gì rồi? Là một cái vỏ ốc. Con có nghe thấy tiếng biển không? Ý bà là sao? Nếu con đặt vỏ ốc kế bên tai, con sẽ nghe thấy tiếng biển. Wow, con có thể nghe thấy tiếng biển rồi bà. Con thích vỏ ốc này quá bà ơi. Rót, con cũng tìm cho mình một vỏ ốc đi. Dạ. Đó không phải là vỏ ốc đâu. Peppa nói đúng đó. Đó không phải là cái vỏ. Thứ mà George đã tìm thấy là một mẫu hóa thạch. Hóa thạch là gì vậy ông? Hóa thạch chính là di tích của những động vật đã chết cách đây rất lâu. Từ cái thời lúc mà vẫn còn khủng long kia kìa. Khủng long. Chơi ở hồ đá thật là vui. Phải, chúng ta thì vui. Nhưng với chú cá con này thì không đâu. Cá hả bà? Ở đâu vậy? Chú cá tội nghiệp, nó bị mắc kẹt rồi. Chú cá nhỏ nói cậu ấy không muốn bị kẹt ở đây và muốn trở về biển. Peppa, con có thể lấy cái xô này để cứu bạn cá đó. Dạ phải. Thế là Peppa dùng cái xô để đưa chú cá nhỏ về biển. Đừng lo bạn cá nhỏ, tụi mình sẽ đưa bạn về nhà. Tạm biệt bạn cá nhỏ. Tạm biệt. Con thích chơi ở hồ đá nhất. Cái chế. Chú bò công nhân dọn rác giờ đang đi thu gom rác. Lúc này là sáng sớm nên chú bò cố gắng làm việc nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức mọi người. Nhưng có vẻ chú bò không giỏi làm việc nhẹ tay một chút nào. Trong nhà Peppa và George đang sắp ăn xong bữa sáng. Tiếng gì mà ồn ào vậy? Chắc là chú bò đang dọn rác đó con. Chào buổi sáng chú bò.
Xin chào mấy cha con, tôi phải đi đây, còn phải đi thu gom nhiều rác lắm. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh bò đã đổ sạch hết thùng rác cho chúng ta rồi. Tốt, bây giờ bắt tay vô dọn sạch bàn ăn đi. Tụi con giúp mẹ được không mẹ? Đương nhiên là được rồi. Vậy con sẽ bỏ cái chai không này vô thùng rác. Peppa, khoan đã. Dạ. Chúng ta không được bỏ chai không vô thùng rác. Thứ này mình có thể tái chế được. Nghĩa là sao vậy mẹ? Những thứ mà chúng ta không thể sử dụng lại được thì mình bỏ vô thùng rác để chú bò dọn đi. Còn những thứ mà chúng ta có thể tái sử dụng lại được thì mình phải phân loại rồi bỏ vào thùng tái chế. Thùng màu đỏ là thùng dùng để đựng giấy báo, thùng xanh dương để đựng các loại lon hộp, còn thùng xanh lá là để đựng chai không. Peppa, con đang cầm cái chai, vậy nói mẹ nghe con phải bỏ vô thùng nào? Là thùng màu xanh lá. Giỏi lắm. Vui quá. Bây giờ tới lượt của sót nè, con hãy tìm giấy báo bỏ vô thùng màu đỏ được không? George muốn đem tờ báo của Helba bỏ vào hộp tái chế. Bà mới đọc có chút xíu thôi, còn chưa đọc hết tờ báo mà George. Con đợi chút nữa mới lấy đi. Thôi được rồi, của con đầy George. Giấy báo thì cho vào thùng tái chế màu đỏ đó George. Vậy là nhà chúng ta đã thu thập đủ đồ. Bây giờ cả nhà mình có thể tới trung tâm tái chế. Hai Hà, đi thôi. Heo mẹ cầm thêm những cái chai. Peppa thì cầm lon và hộp. Còn George thì xung phong cầm hộp đựng giấy báo. Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Heo mẹ. Vậy thì đi thôi. Recycle, recycle, we're going to recycle. Tin cans, bottles, newspapers. Recycle, recycle, we're going to recycle. Cuối cùng nhà Peppa cũng tới trung tâm tái chế của cô Thỏ. Tới rồi. Hoàng Hà. Xin chào mọi người. Vâng, chào cô Thỏ. Mọi người đem đồ tới đây để tái chế có đúng không? Dạ đúng vậy. Vậy thì rất tốt. Mọi người cứ tự nhiên. Dạ, cô Thỏ đang làm gì vậy? Cô ấy đang tái chế những chiếc xe cũ bị rỉ sét. Wow. Các con có biết chai không bỏ vô thùng nào hay không? Dạ là màu xanh lá. Con giỏi lắm. Còn lon với hộp thì bỏ vô thùng màu xanh dương. Giỏi lắm Peppa. George muốn đem tái chế những tờ báo cũ. Được rồi George, ba cho con tự tay bỏ báo vô thùng. Rồi, trong một ngày mình tái chế nhiêu đây là đủ rồi. Phải, mình về nhà thôi. Xe của mình đâu? Xe của nhà Peppa bỗng nhiên biến mất. Lùi lại đi. Thì ra là cô Thỏ đang định tái chế xe của nhà Peppa. Con ơi, là xe của nhà con mà. Cái gì? Có thật như vậy không? Dạ. Phải. Xe của nhà con mới toanh mà, chẳng có rỉ sét gì. Cô ngốc quá. Cũng tại cô thích tái chế mọi thứ quá thôi. Dạ phải, tụi con cũng vậy. Nhưng cả nhà con cũng thích xe của mình nữa. Phải. Và xe của chúng tôi cũng thích cả nhà tôi lắm, đúng không? Hãy